Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ hai người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế ở vành đai 2 trên cao, mới đây Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra quyết định tạm giữ Trần Văn Hiệp sinh năm 1986, trú tại Hòa Bình, Green City, 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, trú tại Tham City, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra. Hiệp và Thịnh đang bị tạm giữ tại công an phường Minh Khai để cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ vụ án. Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh đều tỏ ra lo lắng khi sắp phải đối diện án tù. Hai người này cho biết bây giờ họ chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi. Khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, tôi chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Đến chân cầu Vĩnh Tuy thì có người đàn ông ngồi trên xe ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt vào tôi. Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo ô tô của họ lên trên đường vành đai 2. Lúc đó, lái xe ô tô đi nhanh quá bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó biết được xe trắng phía sau ghi hình tôi liền chặn đầu xe yêu cầu người phụ nữ không quay clip nữa, hiệp lý giải Hiệp đi sang phía cửa lái, đập kính, nói không được quay nữa và di chuyển tiếp. Đi được một đoạn, Hiệp bị một chiếc xe màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip. Tôi thò tay vào xe, gạt điện thoại của người đấy xuống. Khi hai bên dừng xe thì xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát, Hiệp cho hay. Trần Văn Hiệp khẳng định biết rõ đường vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ô tô, cấm xe máy, nhưng do không kiểm soát được cảm xúc khi bị nhổ nước bọt, nên vượt lên để đuổi theo rồi dẫn đến vụ ẩu đả. Khi hỏi về những mâu thuẫn xô sát dẫn đến hậu quả người thương tích, kẻ tù tội Hiệp thừa nhận do giây phút bất kiểm soát nên anh ta chưa tính toán được hậu quả. Bây giờ thì sự việc xảy ra rồi, tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai. Hiệp ân hận. Tài xế Hiệp cho biết có sử dụng một chút bia buổi trưa. Khi về nhà tôi cũng không biết clip được đăng tải lên mạng xã hội đến khi cơ quan công an triệu tập mới biết ngồi sau xe của hiệp và cũng tham gia trong vụ hành hung trịnh thịnh khai ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình tuy nhiên khi bị chiếc xe ô tô chèn ép thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi thấy hiệp bị hai người đàn ông trên ô tô đánh tôi ra giải vây hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ mà yêu cầu người trong xe không quay clip thịnh lý giải Công an xác định khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị A trú tại Hà Nội, điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E đi trên đường vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy ngã tư Sở, khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị xe SH màu da cam biển kiểm soát 29H1 do Trần Văn Hiệp điều khiển chở Trình Thịnh lạng lách tạt đầu xe ô tô đập vào xe của chị A rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành Đai 2 trên cao và gây gỗ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng, dẫn đến việc hai nam thanh niên trên xe ô tô này xô sát với Hiệp và Thịnh. Công an phường Minh Khai đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự, xác minh vụ việc xác minh nhân thân hai nam thanh niên đi ô tô màu trắng, biển số, biển kiểm soát 30K840.XX liên quan đến vụ người đàn ông tưới xăng đốt tình địch trong quán bi ở Hà Nội, mới đây Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1959 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Ngoài ra, Công an quận Hoàng Mai cũng thông tin nạn nhân H được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 98% đã tử vong. Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, Hoan đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm thì phát hiện vợ và ông Hát, 55 tuổi, đi ra từ hướng một nhà nghỉ tại phố Linh Đường. Hoan gọi thì ông Hát bỏ chạy. Bức xúc, Hoan chạy xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông Hát. Sau khi mua 20.000 xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm tình địch thì phát hiện đối tượng đang ngồi uống bia trong quán tại đường Giải Phóng. Hoan cầm chai xăng đi vào, đổ thẳng lên đầu ông Hát rồi châm lửa đốt người dân phát hiện chạy tới dập lửa đưa nạn nhân đi cấp cứu còn hoan bỏ đi tiếp nhận thông tin công an quận hoàng mai đã điều tra và vận động nghi phạm ra đầu thú tại cơ quan công an hoan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình công an quận hoàng mai đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ xử lý nghi phạm theo quy định về vụ việc này luật sư nguyễn thị phương loan công ty luật trách nhiệm hiếu hạn noa nhận định đây là hành vi cố tình tước đoạt tính mạng của người khác có dấu hiệu của tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự với tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự là thực hiện tội phạm một cách man dợ. Theo hướng dẫn của Tòa tối cao tại điểm A khoản 1 chương 2, Nghị quyết số 04 HD TPTANDTCNQ ngày 29 tháng 11 năm 1986, về áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ Luật Hình Sự đối với tội giết người, thực hiện tội giết người một cách man dợ, điểm B như kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp rùng rợn trong xã hội. Với hành vi này, Hoan có thể đối mặt với mức án quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào sự hợp tác của người phạm tội trong quá trình điều tra như thế nào, việc bồi thường, khắc phục hậu quả, các tình tiết về nhân thân người phạm tội, động cơ dẫn đến tội phạm để xem xét khung hình phạt, mức hình phạt phù hợp cho người phạm tội theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi đối với 4 bị can. Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1997, trú tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trần Thị Lợi, sinh năm 1957. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1985, cùng trú tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Triệu Thành Long, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1994, trú tại Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo kết luận điều tra, vào năm 2017, Nguyễn Thị Lai sang Trung Quốc lấy chồng, đến tháng 5 năm 2023, Lai từ Trung Quốc về Việt Nam thăm bố mẹ đẻ tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian này, qua mạng xã hội WeChat, Lai mời Triệu Thành Long sang Việt Nam chơi, đồng thời đề cập việc tìm vợ Việt Nam cho Triệu Thành Long và được Long đồng ý. Đến tháng 8 năm 2023, Long nhập cảnh vào Việt Nam và đến ở nhà Lai. Sau đó, Lai đưa Long đến nhà bà Trần Thị Lợi, bà nội của Lai và là bà ngoại của bị hại và Lê Thị Mỹ Hạnh, mẹ đẻ của bị hại tại thành phố Cần Thơ chơi. Tại đây, Lai giới thiệu gia cảnh của Long rất giàu có và đang có ý định tìm vợ người Việt Nam. Thông qua Lai, bà Lợi và bà Hạnh đồng ý gả cháu Nguyễn TKA sinh năm 2011 cho Long với xính lễ là 150 triệu đồng và một cây vàng. Lai nói với Long là cần phải chi số tiền 13,9 vạn nhân dân tệ, tương đương 400 triệu đồng mới lấy được cháu A và Long đã chuyển toàn bộ số tiền này cho Lai. Tuy nhiên, sau đó Lai chỉ đưa một cây vàng và 100 triệu đồng cho gia đình bà Lợi và hứa sẽ trả nốt số tiền 50 triệu đồng còn lại khi cháu A sang Trung Quốc. Khi biết mình sắp phải gả cho Long, cháu A không đồng ý và yêu cầu bà ngoại và mẹ trả lại tiền cho Long. Bà Lợi và bà Hạnh đã đe dọa uống thuốc sâu tự tử để ép buộc cháu A đồng ý lấy Triệu Thành Long. Sau đó, Long trở về Trung Quốc bằng đường hàng không, còn lại thuê người đưa cháu A xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch. Nhưng khi đang di chuyển đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau khi biết cháu A bị bắt, Triệu Thành Long yêu cầu lấy lại tiền nhưng bà Lợi, bà Hạnh và Lai đã sử dụng hết số tiền này nên lại hứa sẽ tìm một người phụ nữ khác để Long lấy làm vợ. Ngày 26 tháng 10 năm 2023, cháu A được trao trả về Việt Nam qua địa phận huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, từ những thông tin do cháu ca cung cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng nhận định đây là vụ mua bán người dưới 16 tuổi qua địa bàn khu vực biên giới, nên báo cáo Cục phòng chống ma túy và tội phạm xác lập chuyên án CB1023P do Đại tá Bùi Đức Trung làm trưởng ban chuyên án. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của bốn đối tượng Nguyễn Thị Lài, Trần Thị Lợi, Lê Thị Mỹ Hạnh, Triệu Thành Long phạm vào tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 151 Bộ luật hình sự hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định